Mình chào quý vị và chúng quay trở lại kênh Huyết Phú. Nay em đi đến con đường cũ ở cái xa xa cách nhà tầm vài chục cây. Đi chơi rồi tiện của em qua con đường cũ ở khu vực này luôn. Bây giờ thì đi đâu cũng có việc gì cũng tìm mà quanh quanh đấy có con đường cũ nào để ghé vào luôn nha quý vị. Đây có rất nhiều loa nó khủng rồi. Em quay quý vị xem cái giá của mấy cái loại này. Cái bộ loa đứng này đang em đứng nghe nhạc hay thật. Và đầu tiên ở trên này có một loa bầu. Em chụp xa xa thấy nhiều cái. Đây là một bộ loa bầu 301 CD5 với kép. Con này thì 75W nhập lực 6 ohm. Con này thì người ta có cái treo cái phòng trộm ở trên cái này, nhưng mà đi ra khỏi quán nó tiếp như kiểu ta đi siêu thị. Tháo căng ra coi tí xem. Rồi, trong thì còn rất là đẹp quý vị. Màu trắng này thì trước em có một đôi series 3 màu trắng này bán về Việt Nam rồi. Thì đây là phía sau nó quý vị nhé, phía sau có một tép ở đây, lỗ thông hơi đây này, 75W và 6 ohm, made in Mexico quý vị nhé. Đây, đây là bên trái bên phải cùng một cặp luôn. Còn trên cái ni lông này, trên này có gắn cái chip chống trộm ở đây, vì đắt nên là người ta cũng, con này căng nó không đẹp lắm, nó cũng xước nhiều thứ. Đây có mấy bộ loa dưới này, đây là BW này, đây là gì đây, Dune Audio này, đây là gì đây, Victor SX500 CD2, còn đây là một bộ Fenty ôm gì đây, ôm như rồi của Dinh Ali. Đây bên này là cái thông tin nó quý vị. Đây là của hãng sản xuất Dinh Ali nhé. Con này là khả năng là con này là loa highway này. Đây có 6 ohm này. Giá mới của nó nhé là 1.800.000 yên. Đấy thì giá cũ bây giờ nó là 600.000 yên. Cả thuế 660.000 yên, nó rơi vào tầm bao nhiêu? 130 triệu gì đó. Giá 8.008. Nghe hay thật, gỗ đẹp thật đó quý vị. Đấy. Không quay được phía sau vì nó rất là to nặng, người ta đang để bật cái nhạc này để quảng cáo luôn. Thì nên là cũng không quay được phía sau quý vị. Còn bên này thì cũng thông tin của cái loa Victor SX500 Series 2 LS 500 này một cặp này. Nó bao quay này, 45W, xuất lực 180W, 6 ohm. Giá mới của nó là 90.000, cái tiền loa và 38.000 tiền đế. Đó, kiểu kiểu vậy đó. Đây này. Standard là stand tiếng Anh, cái đứng ấy. Thì là stand, thì là stand này một cặp là 38.000, đặt ghê. Bây giờ bán cả bộ là 44.000 cả thuế. Đây phụ toàn này. Đây, dưới này là Yamaha NS1000M này. Trước có anh Nhượng ở trên Thái Bình cứ hay bảo em tìm được cặp này, nhưng mà ở đây thì không có. Giờ đến đây thì thấy có. Trước đây cũng có, ở chỗ em cũng có một cái đôi nó như vậy, nhưng mà nó thì đắt hơn. Đôi này chút không đẹp bằng đôi này, mà đắt hơn. Đây, đây là mấy con loa này em quay cho kịp vào. Đây họ đang chơi bằng con Amelia Marang PM90 360W 2 kênh, mỗi 4 ohm điện trở, 300W và 6 ohm, 260W và 8 ohm. 55.000 khoảng 11 triệu. Đây mấy con này có gắn chip chống trộm hết. Đàn ông DNP 720SE, con này thì chơi nhạc 9624 thôi. Một bên memory ok này,
Foxconn ok này, LAN ok này, Apple AirPlay ok này, nhiều chức năng, 3,5 triệu. Cái này là Binaudio 66.000, con này đẹp thật. Con này là nó nặng 13,6 cân một cái, 204W. Là hai quay 4 ôm. Và đây là kích thước rộng cao 204, cao 859, rộng 204 và dài sâu 256. Công suất thì không thấy gì đây, và chỉ ghi là hai quay thôi. Biên độ là 86 decibel và công suất tần số là 38Hz đến 25kHz nha quý vị. Còn đây là loa BVK CM1 và CM2 là một cặp. Giữa CM1 trên CM2. Loa 3 quay và là 4 loa hai cặp đấy. Đó thì giá của nó 66.000. À, con này là 60.000 thôi, không thuế. 60.000 tầm 12 triệu còn đôi một đôi này. Góc này nhiều loa ngon thật. Con này nó xa chỗ em mà nhưng mà là nhiều loa ngon. Acouphase C200 này. 1973. Giá là 110.000 tầm 22 triệu. Con này là Marang BM11S1, trước có anh hỏi con này. Con này thì đắt hơn là cái đợt trước. Trước này có 11.000 nữa thôi, con này thì tận 16.500. Sản xuất 107 200W 8 ôm. Đẹp thật. Đã có giấy tờ đi kèm. Trên này là Marang gì đây? SA11S1 này. 11.000 này, ở con này thì giá hợp lý hơn. Con này chơi nhạc 24 bit quý vị. Đấy. Rất là nhiều loa luôn. Bên này thì ông đi số lưng bật ngàn trên máy luôn. Bên này thì nhiều loa lắm quý vị. Bâu nhiều lắm. Đây là gì đây? Bâu Cinemate này. Cinemate này cũng có một đôi loa như này nhưng mà nó không có âm ly. Còn giống cái loa bot của nó là FS giống như này. Đó thì có giá là 19.800 hoặc tầm 4 triệu vậy ạ. Giá chung mấy dòng này, mấy dòng bao này thì là giá chung, nó có cái chân kính. Nhưng mà giá chung thôi. Còn này là bao Combatant Series 3 và combo Combatant 5. Combatant 3 Series 2 và Combatant 5. Combatant 5 Series 1 thì giá là 20.000 tầm 4 triệu hoặc cả thuế là 4.4 triệu đó. Bô Combatant 3 Series 2 thì rẻ hơn, 3,5 triệu cả thuế. Còn đây là bô gì đây? Cinemate 120 khoảng 10 triệu. Đây là mấy con loa center của Yamaha. Con này em cũng đang chơi một con như thế này ở nhà. Giá thì rẻ thôi. Đây, 3,5 triệu như loa của em nhà luôn. Đây có một center của Denon, con này khá đẹp. Trên mấy con nó rẻ vì nó bị xước gọi Yamaha. Đây bên này đây có mấy con đàn ông mấy con đây là YMFM này, không nói gì đâu. Bên này là một con Equalizer của Marang, con này đẹp đấy, 1981 quý vị này. Equi 10 của Marang. Equalizer này thì có thông tin gì đây? Không thấy ghi thông tin nhiều lắm. Cái nút thì có nó có bị mốc rồi, là thời gian cũng lâu, 981 rồi, nhưng vẫn còn đẹp, ngoại quan nói chung là đẹp. Cái này đánh giá là khá ok, người ta bọc vào ni lông kín hết, gắn chip trong trộm. Đấy, bên này là gì đây? Con vang của vang cơ của Victor này, 5,5 triệu 1,1 triệu, rất là nhẹ đây, quả chưa đầy cân. Vang cơ này thì đây có ghi đây. Karaoke mic mixer này, mới A60 mic Victor nha, có 3 cổng mic này, 1, 2, 3, 5,5 triệu khoảng 1,1 triệu. Đó, quý vị. Đây, thì nó chỉ kèm nó chỉ có như vậy thôi, không có dây nguồn đi kèm thôi, không có gì cả. Đấy. Rồi còn lại thì mấy con đĩa, ở chỗ này có một gì đây,
JBL Bass 38. Hôm nay thì cái giá là 55.000 tầm 11 triệu. Đấy, cái dòng này thì cái nào nó tầm giá này, không có con nào rẻ hơn được, cái nào nó cũng thế. Hôm nay là mấy con loa kiểu 2.1 rồi là TV là để rút đàn ông rút Sony gì đấy, Sony HTCT260 này. Con này thì không thấy ghi là cái thông số cụ thể là thế nào, nhìn rất là đẹp, sản xuất 2013. Con này thì 5.000 thôi, rất là rẻ, 1.1 triệu. Không thấy ghi là bát bao nhiêu ở đấy, nói chung là chỉ xác nhận là hoạt động ok đẹp rồi. Thế còn con này có chức năng là kết nối Bluetooth luôn. Đấy, smartphone nó ok, smartphone nó ok luôn, laptop ấy, nó ok luôn. Đấy, rất là đa năng. Còn bên này là các khoản khác rất là nhiều. Nói thì em quay một số bên loài vì anh chị của chú cùng tham khảo. Bên này còn nhiều lắm. Đấy là mấy cái đi đàn, mấy bộ loa gì nữa, loa Ramsa này, loa Cora này, Onkyo, rất nhiều loa. JBL Victor nhiều lắm quý vị ạ. Con Lambo 101 này thì khi nào có giá này đây, 1.1 này, 2.2 chưa thuế. Là Infinitive này, Infinitive con này khá là rẻ. Con này thì cái là đẹp, màng loa thứ rất là đẹp, carbon rất là đẹp, nhựa sợi carbon bóng loáng rất là đẹp. Infinitive này thì có hai loa hai way 75W 6 ohm. Đây là của anh, nhưng mà sản xuất thì có thể là ở Trung Quốc. Đây là JBL Studio 4408 và 4.4. Đấy, 100W và 8 ohm. Như này mọi người là con. Nói chung thì ở đây có con Lombo về nữa. Lombo 121 này, 1.1 này. Lombo 121 đứng V là 2 man, 4 triệu. Đấy, rất là nhiều đồ. Thôi anh em xin chấm dứt video ở đây, em đi quay, em đi tìm một số đồ xem có gì hay em sẽ quay thêm cho quý vị. Không có đây là con loa Ramsa, nhìn này rất là hầm hố. Con này thì rất là hầm hố, nặng to và cái này công suất khá là ok, 160W 8 ohm. Đây thì em xin kết thúc video tại đây, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong video lần sau.